Ủa bác gì cọc kèo vậy chúng Ly? Ủa chờ này. Ủa tự nhiên hát cọc trời. Có nói gì đâu, mới lên mà. Người hát không đi. Ủa làm sao? Ủa chứ cọc vậy? Tao mới lên hát mà. Chỗ này làm gì vậy? Ủa chứ đâu phải cọc. Mà nhả đá ra mày mới cắn gì vậy? Hả? Nhả ra chưa? Tự nhiên đủ giọng cái đứa này quỷ, quỷ hay sao vậy? Là sao mà? Gì tao mới lên hát mà. Mắc cọc nghe. Cậu nào? Người ta chưa hát mà cái mỏ bà chè cái kìa. Không. Không phải tại kết cấu cái màu người ta vậy má ơi. Tự nhiên cái cọc vậy má. Cọc mà nào trời, tao mới lên nó làm gì đâu trời. Con nhỏ này. Cọc đó. Thôi không có khóc nha. Không có khóc. Tao cười cho tao không khóc. Không có khóc nha. Ừ. Em ơi đừng khóc. Em ơi đừng khóc, bóng tôi chưa mất sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai buồn tắc. Hey, sao trong mỏ mắt có chút tiếng nói vui của chị vì em đâu hẹn dài, em đâu thể mãi đây chơi tìm đâu. Có một tương lai, em mong chẳng mãi tương lai. Sợ bao niềm đau, em mong thật con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu mà anh nhốt em trong một lâu đài với những đôi đau và tận. Tại sao em phải khóc, có đáng để buồn đau. Tình yêu như con lấp, hấp thụ trong lưỡi qua thật mau. Tại sao em phải khóc, có đáng để buồn đau. Đồng cây môi em nồng, hấp thụ trong đã thôi u sầu. 26, 26 là tâm kê cờ hồn. Này mới gặp thiệt nè má. Chưa kịp hát cho chân kinh này. Ủa mấy gì cân được cặp. Nè 26 nè. Dạ đời quý vị ơi, vòng loại vừa qua đã có một anh áo sơ mi đen trúng giải. Và bên dưới quý vị khoan hãy vội xin bỏ like để chúng em kiểm tra lại đủ các con số, tránh được kinh sổ kinh lầu cho quý vị nha. Dạ rồi, có một vị khách rất là quen thuộc đã trúng kinh giải nữa ạ. Dạ đời quý vị ơi, vòng loại này có hai chủ nhân nha. Vòng loại 2939 2932 hợp lệ 26 có 1 33 có 2 47 có 3 50 có đủ. Giờ đợi em cảm ơn anh, đợi em chút xíu. Dòng loại 2932 hợp lệ luôn. Số 6 có 1 26 có 2 47 47 55 55 hợp lệ. Dạ rồi, em mời hai anh trai vào bên trong mình nhận cho mình những phần quà và hai con gấu trị giá 1 tỷ đồng nha. Trúc Ly ơi, cho anh hai con gấu Trúc Ly. Dạ rồi quý vị ơi, ngay bên dưới những người đẹp của chúng em đã bắt đầu rảo bước phục vụ cho quý vị với lắm lá vé 20.000 đồng. 20.000 đồng, quý vị có cơ hội nhận qua cho mình một phần thưởng đến từ nhà tài trợ cho quý vị nha. Dạ rồi, và đêm nay với chủ đề dạ vũ thì quý vị có thể thấy là những người đẹp của chúng em đang mặc trên mình những bộ đồ kim sa vô cùng là lộng lẫy đúng không ạ? Và ngày mai chương trình đêm chủ nhật sẽ là chương trình Hết Sảy Miền Tây với khách mời đó là nghệ sĩ Vũ Luân. Đúng rồi, wow. Đó, rất là gọi là rất là đặc sắc luôn á. Rapper không á, hôm nay nhìn Luna rất là chiếu như là một viên ngọc vậy đó, thật sự rất đẹp luôn. Nhưng mà bán vé hết rồi hả? Nếu như thằng Luna đứng ngoài tiệm vàng là không biết đâu là vàng đâu là Luna luôn á, thật sự rất rồi đẹp. Các người đẹp ai quá cũng đẹp. Mất vé luôn rồi quý vị ơi, bây giờ mình sổ số nha, sổ số nè, sổ số nhanh nha. Vô luôn, vô luôn. Xuất gì đây mấy chị ra, xuất gì đây mấy chị ra, xuất gì đây mấy chị ra, xuất gì đây mấy chị ra mấy chị đây. Hào hoa là gì chứ không hào hoa là gì? Hào hoa là gì chứ không hào hoa là gì? Cái gì là một chàng đẹp trai vừa thắm đu vào duyên ta, đôi mắt đã tình yêu của si mê. Số chị ra mấy chị ra, cái mấy chị ra mấy chị ra, cái mấy chị ra mấy chị đây. Cuộc con em là sao này, món ăn là con của bác em đâu dài, nhưng bác
55. 55 kế 55, 55 kế 55, xuống thì ra. Xuống thì đây, xuống thì đây, xuống thì đây. Xuống thì ra, chiều nay chất phố vừa bay. Có một người thì cứ một người. Gặp nhau biết nói gì đây. Đôi hàng vì chúa cha lệ đây. 37, 37, cái là 37, 37. 37, 37, 37, 37, 37, 37. Có mấy chị ra mày, chị ra xuống, chị ra mày, chị ra. Từng bước từng quyền thầm, mưa xuống mùa tháng năm. Tây đang sông thì liền, sông xe xe lạnh căm. Từng bước chân ấm ấm. Con số 5, con số 5, con số 5, con số 5. Con số 5, con số 5, con số 5, con số 5 mấy gì đây? Số gì đây mấy gì đây mấy gì đây? Số gì đây mấy gì đây? Chiều nay gió đông về. Dừng chân trên bến xưa. Đời trai gió sương về thăm cố hương. Tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng. Tình sầu lạnh buông một mình. 29, 29, 29, 29, 29. 29, 29, 29, 7 chia ra. 10 chia ra, 10 chia ra, 10 chia ra. 10 chia ra, 10 chia ra, 10 chia ra, cái 10 chia ra. Anh chỉ đến bên em lúc buồn. Sao vậy? Kể vui anh về nơi đó. Anh chỉ đến bên em lúc say. Hết say anh đâu ở đây. Anh là ai qua chốn ngày. Còn em là ai trong cuộc đời em đây. Nói đi anh về ơi, giờ anh muốn em. Còn 16, số gì ra, số gì ra, số gì ra. Em lang thang trên đường vắng khuya. Đi đâu đi? Trong tim bao nhiêu mong vẫn đầy. Bước cứ bước không hề nghĩ suy. Phố vắng xưa nay đã rơi rơi màu. Giờ chỉ còn mình em vắng tay. Với bao ai khuất đời trời xa. Chỉ nhận nhờ anh không nhớ ai. Xót xa một mình 39, 39, 39. Rồi 39 có một vị chủ nhân độc dạy, chứ còn ai độc dạy nên chính thủ tiến thẳng là mình trên nhà em cô chú chị mình ha. Rồi cả nhà mình khoan hãy sẽ bỏ lá vé luôn để mình tránh trường hợp bình luận mình sợ mình sẽ có lá vé mình giờ lại cô chú chị mình ha. Rồi em giờ có lá vé mà dùng loại là 2172. 2172 nhé, ra xuống tam ơi. 2. Thấy chưa? 2172. Hợp lệ. Rồi số 5. Có 1. 27. Có 2. 39. Có 3. Rồi 55. Hợp lệ luôn chị ơi. Rồi 55, 39, 27. Con số 5 mà dòng loại là 2, 1, 7, 2. Hợp lệ của chú chị mình ha.